qua có cái nhà kia bán cái gối massage này, không biết còn dùng không ta? Hay là nói công nguyên nó sửa lại rồi biết đâu là dùng được. Mẹ ơi! À, con à. Mẹ dậy đó hả mẹ? Ừ, mẹ dậy rồi. Mẹ lại giùm con cái cặp con đi học với. Ừ. Nay con đi học à? Sao mà dạ. Con vui thế? Dạ hôm nay hả mẹ? Ừ. Dạ hôm nay mẹ không biết ngày gì à? Ngày gì nhỉ? À, thôi mẹ không biết thì thôi. Không sao đâu mẹ, con đi học nha, bye bye mẹ. Ừ, con đi học đi. Bye bye mẹ nha, bye bye. Bye em. Ủa hôm nay ngày gì vậy ta? Ngày gì mà công nguyên nó lại vui vậy ta? À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của nó. Thảo nào mà nó vui đến vậy. Mà không biết là sinh nhật kỳ này mình tặng gì cho nó đấy ta. Đợt trước nghe nói là nó thích cái xe ô tô, mà mình làm gì có tiền mà mua. Làm sao đây? Xem còn bao nhiêu. Cái chai ba thêm. Mình còn ít tiền. Hay là mình ra cửa hàng đồ cũ trước nhà mua ta. Đầu ngõ có cái cửa hàng bán đồ cũ á. Thôi để ra xem coi ô tô thì mua cho nó một chiếc. Hơi nóng quá. Thời tiết gì mà oi bức thế nhỉ. Sáng giờ mở hàng mà chưa bán được cái nào hết. Phải rồi, mà thời tiết nóng như thế này người ta ở nhà hết rồi chứ ai đâu ra đường mua. Chắc hôm nay phải dọn hàng sớm quá. Nóng quá. Ờ, chào chị. Ờ. Chị có phải là cửa hàng bán đồ cũ không nhỉ? Đúng rồi, đây là cửa hàng bán đồ cũ đã qua sử dụng rồi. À, chị có bán đồ chơi được không? Đây, đồ chơi đây, quá trời đồ chơi luôn nè. Chị cứ xem đi nha, có gì cứ hỏi nha. À, tôi muốn mua đồ chơi cho thằng con trai ở nhà mà. Con trai hả? Con trai thì có chơi tạ không? Tạ. Ừ, chơi tạ cho nó khỏe người. Tạ chắc là tạ này nặng quá. Tạ này 5kg á. Chắc không chơi được đâu, cái này tải nhỏ hơn thì mua được. À, chị có ô tô không? Ô tô, đấy, có xe tải này đấy. Ủa, chiếc này đẹp. Xe hết. Tải này á, tuy là nó là đã qua sử dụng nhưng nó rất là mới. Đây nè, còn sáng đèn được luôn nè. Có 4 nút điều khiển luôn á. Nó có thể là chạy bằng cơ á, nghĩa là mình đẩy một lực nhẹ thôi là nó tự động nó chạy luôn á. Đây nè, đây là cái phần cơ nè. Đó, chị nghe tiếng cơ của nó không? À. Rất là hay luôn á. Chiếc này chị bán bao nhiêu vậy? Ôi, hồi sáng giờ mở hàng chưa bán được chiếc nào hết. Thôi thì mở hàng cho chị nhanh gọn lẹ thì lấy giá 60 ngàn nha chị. Ôi rồi đắt thế. Hay chị bớt chút xíu đi. Tôi mua tặng con trai ấy mà. Bớt nhiều không có được đâu chị ơi. Tại vì sáng giờ chị là người mở hàng đầu tiên rồi tôi bán giá hữu nghị đó. Chiếc này là chiếc hàng của chính hãng luôn á. Tại vì nó hơi cũ chút xíu. Con bé nhà lầu ngoài kia nó không chơi nữa, nó bán lại cho tôi. Nên là tôi bán như vậy như vậy là giá hữu nghị lắm rồi. Thôi thì bớt cho chị 10 ngàn cho vui nha. Là còn giá của nó là 50 ngàn. Ờ vậy cũng được. Vậy thôi chị cho tôi lấy chiếc này nhé. Rồi 50 ngàn cũng được. Cho tôi gửi chị tiền này. 50 ngàn đúng không chị nhỉ? Đúng rồi 50 ngàn. Tôi gửi chị nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Lần sau có gì ghé ủng hộ nha. Rồi. Tôi về nha chị. Rồi, chào chị. Chiếc xe đẹp quá. Người ta bỏ đi uổng thật đấy. Kiểu này mà thằng Công Nguyên về thấy chắc là nó mê tít đây. Phải tạo bất ngờ cho Công Nguyên mới được. Ây da. Sinh nhật phải có nến. Đây. Giờ này chắc Công Nguyên cũng thắp về rồi. Mình thắp nến trước đi. Con chào mẹ đi học về. À, Công Nguyên hả con? Dạ, ủa sao mẹ lại cái thau rồi mẹ thắp nến làm gì vậy mẹ? À, mẹ có một điều bất ngờ dành cho con. Mẹ bất ngờ á? Ừ. Bất ngờ gì mẹ? Hôm nay là sinh nhật của con đúng không? Ồ, sao hôm nay mẹ biết vậy? Hồi chẳng có hỏi mẹ đâu biết đâu, nhưng mà hôm nay cho giờ mẹ biết. Ừ, mẹ nhớ chứ sao quên được. Dạ. Hôm nay mẹ không có bánh sinh nhật cho con.
Dạ không sao đâu mẹ, con biết nhà mình khó khăn mà nên con đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà mẹ có một món quà dành cho con. Món quà hả mẹ? Đây đây là món quà của con. Ủa sao mẹ tặng cho con cái thau làm gì? Mẹ bắt con chặt đồ à? Hay là sao? À không phải. Bây giờ con thổi nến đi rồi mẹ sẽ bật mí cho. Ủa mà cái này cái con thổi nến con có được ướt không mẹ? Ừ con ướt đi. Con ước gì nó sẽ ra sự thật vậy nhá. Ừ. Mẹ có ước lớn nhá. Ước đi. À ước gì có một chiếc xe đồ chơi để chơi. Con thổi nến đi. Rồi. Bây giờ con hãy lật cái thau lên. Điều ước của con sẽ thành thật. Thật không mẹ? Ừ con lật nhá. Ừ con lật đi. Con lật thật nhá. Ừ. 1 2 3. Con cảm ơn mẹ. Ủa cái này mẹ mua mẹ tặng con hả? Ừ đúng rồi, chiếc này mẹ mua tặng con đấy. Quá đẹp quá. Ừ. Mẹ mua bao nhiêu tiền đấy? À cái này mẹ không có nhiều tiền nên mẹ mua ở cửa hàng đồ chơi cũ ấy. Wow, có đồ chơi cũ hả mẹ? Ừ. Sao mà đẹp vậy? Cái này mẹ thấy vẫn còn mới và đẹp nè, nên mẹ mua tặng con. Dạ. Ừ. Đây nè, xe này con thích lắm nè. Ừ. Có thể như là ở cái cửa hàng trước cổng nhà mình đúng không mẹ? Ừ, bán chỗ cái đầu hẻm nhà mình nè. Ừ, bán đúng không? Ừ, đúng rồi. Nè, cái này từ trước đi học về con thấy thích lắm nè, mà con không có tiền mua. Ừ. Đẹp quá. Wow. Cảm ơn mẹ nhá. Ừ. Vậy thôi con đi ra nhà ra công viên chơi nha mẹ. Một lát rồi con về. Ừ. Nhá, bye bye mẹ. Bye. Con cất cặp đi. Cho dạ. Nó gọn. Mẹ cất cặp giùm con nhá. Ừ. Dạ, con mừng quá. Con quên cất cặp luôn. Bye bye mẹ. Bye bye con. Ai da. Hôm nay trời nóng quá ta. À, mình mới mua được cái một đồ chơi này. Cái xe điều khiển này 500 ngàn luôn, không biết chơi có tốt không ta. Chiếc xe điều khiển địa hình. Khui ra xem nào. Bật công tắc. Wow, mẹ mua chiếc xe đẹp đi á. Nè đây nó có cái đó, cái này là dỡ cái ben lên này. Lên. Wow. Đây có nhạc luôn. Tuy xe cũ nhưng mà đang còn rất là bền luôn nè. Để mình chạy cái nào. And... Wow. Đã quá. Nè. Cái này hay chưa nè. Wow, chạy xa ghê luôn á. Thích quá. Hay mình kiểm gì cho nó chở ta. Hay mình giờ mình bỏ đá lên đi. Xem chở được không. Để bỏ hai cục đá lên. 1, 2, 3. Đã quá. Bíp 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 bíp. Nó đi. Rồi bên xuống. Nhấn nút. Bên. Wow. Wow. Nhổng cả đau rồi. Đây này bỏ xuống thôi. Đó. Vào rồi. Đi nào. Ơ Xuân Hào. Đi đâu đây? À Công Nguyên hả? Ơ Xuân Hào. Ờ. Đi đâu đây?
Nó đi ra chơi thử xe nè. Yeah, xe. Wow, xe còn đẹp vậy. Ừ. Wow, xe này xe điều khiển từ xa hả? Ờ, xe điều khiển từ xa, mới đặt hàng trên shop về. Dạ hả? Ừ. Đã quá. Ừ. Cái này đứt địa hình nè. Nên tao mới ra ngoài này chạy thử. Hả? Này xe tở nè, tự cũng có xe. Ồ, còn có xe hả? Ờ, đang chơi mà xe cậu đâm mà làm sắc thương xe tở luôn nè. Ờ. Thôi ra bên kia cho mát đi. Ở đây hơi nắng quá. Đi qua bên kia hả? Ừ. Đi qua bên kia chơi chung đi. Đi. Trước khi review về hai chiếc xe này thì tụi mình có thử thách 5 giây cho các bạn nha. Trong vòng 5 giây thì các bạn hãy kéo xuống và bấm nút like cho video này nha. 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Yeah. Thấy chưa không? Xe cũng đẹp quá ha. Ừ. Mà tự cũng có nè. Ồ, mà sao xe cậu đâu ra mà có vậy? À, xe này hả? Chiếc này nhìn cũng đẹp đó chứ. Ừ, xe này là hôm nay là ngày sinh nhật của tớ. À. Nên là mẹ tớ mua tặng cho tớ. Wow, đã nha, sướng nha. Cái này nhìn đẹp không? Đẹp á. Còn mới lắm này, mà xe này là xe xịn á chứ không phải là xe mà ở phòng trường đâu. Chiếc này cũng mấy trăm ngàn chứ phải ít đâu. Ừ. Mà mẹ tự mua có 50 ngàn thôi. Vậy hả? Ừ, cậu biết sao không? Mẹ tự mua ở cái cửa hàng đồ chơi cũ á. À. Ờ, cái này là những cái bạn mà nhà giàu á, chơi chán rồi nên là không chơi nữa. Ừ. Là đem ra đầu bán lại xong rồi cô đầu bán lại cho mẹ mình. À. Đó, mẹ mình mua 50 ngàn. Đẹp không? Xe này xe Ben nè. Đẹp ha. Đó. Cái này là nó có cái nút bấm để mình bên đổ cát hay là đổ chiếc này xịn mà. Ờ. Chiếc này đợt tớ hỏi cũng mấy trăm ngàn đấy. Mấy trăm ngàn đúng không hả? Ừ, mua mới á. Nè không, mình tớ mua có 50 ngàn à. Tớ thích quá. Đẹp quá. Ừ. Thôi để đây đi. Còn xe cầu thì sao? Xe tớ đặt hàng ở shop kia mà mới đang mang ra thử nè, chơi thử nè. À. Xe màu xanh ha. Bây giờ cậu giới thiệu sơ qua cho tớ biết được không? Sao nhìn xe hầm hố quá. Ừ. Không? Để tớ quay lại cho. Ở Xu Hào, xe này nó hoạt động sao Xu Hào? Ờ, cái này hả? Cái này tớ sử dụng điều khiển từ xa, dùng pin nè. Cái này là pin sạc. Ở đây có một cục pin sạc nè. Cắm đầy sạc xong rồi mình lại cho vào đây, mình đẩy lại vào đây. Đó, cái này nút on off nè, để khởi động nè. À, cái đó công tắc đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì xe của tớ có bộ nhún nè, nhún trước nhún sau luôn. Nhún nè. Nhìn đã quá. Ừ. Đó, cậu thấy chưa? À, cái xe này xe địa hình phải không Xu Hào? Đúng rồi, nó chạy địa hình đó. Còn phía trước này cũng có nhún nè. Đó. Nhún luôn. Wow. Đã quá. Bánh xe này cậu biết sao không? Rất là đặc biệt luôn. Bánh xe này không phải bánh xe cứng đâu, mà nó rất là mềm luôn nè. Ủa, cái này cậu bóp lại luôn hả? Ừ, bóp lại luôn. Cậu bóp lần từ nhà ra hay sao? Ừ. Cái này giống như là lốp xe bình thường vậy đó. Wow, đã ghê á. Ừ. Xe này cậu mua bao nhiêu tiền? Chiếc này tôi mua 500 ngàn. 500 ngàn hả? Ừ. Hôm nay mới về tới đây nè. Đẹp ghê chưa? Ừ. Đâu cậu thử bấm công tắc coi. Đây, đây là cái bộ điều khiển của nó nè. Em mà Xu Hào như cái bộ điều khiển cũng ngộ quá ha. Ừ. Bộ điều khiển, cái này là khi mình bóp như này á là nó chạy tới. Còn khi mình đẩy lên là nó lùi. Wow, ủa cái núm trên kia là cái gì Xu Hào? Cái núm này là điều chỉnh cái này rẽ phải này, cái này rẽ trái này. Xu Hào thử tớ coi Xu Hào. À, để tớ vặn nha. Hình như cậu chưa bật công tắc hay sao ấy. Ờ. À, đúng rồi. Đó. Wow. Tớ phát hiện ra một điều biết sao Xu Hào? Sao? Cái này góc cua rất là rộng luôn. Ừ, góc cua rất là rộng luôn nè. Bóp xuống là chạy tới nè. Khi đẩy, đẩy lên là lùi nè. À. À. Mà xe này hình như có vẻ rất là lực đúng không? Ừ, chạy rất là mạnh luôn. Wow. Xem nào, cậu chạy thử xem nào. Đây, để tớ chạy thử cho cậu xem nhá. Wow. Nó chạy xa vậy. Ờ. Wow. Wow, nó chạy xa chỗ nào nha. Ờ, chạy xa lắm. Wow. Ui, 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 đã quá. Đó, cậu thấy xe tớ như thế nào? Trời, đã quá. Nó chạy veo tớ chống cả mặt luôn á Xu Hào. Ờ, chạy này chạy xa lắm. Ờ, nhìn đã quá nha. Ừ. Cái bánh nó mềm xe đúng không ha? Ờ, bánh này giống như là cao su đó. Nó vừa có nhún mà vừa có đàn hồi nè. Nó rất là êm luôn. Cái này chắc ta chạy địa hình tốt lắm nè. Ừ. Nó lên gập gô nè. Này. Ừ. Rất là rộng luôn. Ừ. Wow, đã quá. Cái này còn cái bánh thêm dự phòng nữa ha. Ừ, bánh dự phòng này gắn cho đẹp thôi. Chắc gắn vậy. Ê, nên nó bằng được nè. Ừ. À, nó xây được nè. Nó để cho đẹp thôi chứ không phải là bánh kia đâu. Wow, vậy thì sao? Ê, cho tự mượn chạy chơi chút được không? Ờ, à, thôi cũng được. Nè, cậu cứ chơi thử đi. Nhớ. Đã quá. Nè, xe tự nè, cậu chơi đi. Ờ. Cho tự chơi 2 phút rồi tự trả. Ừ. Quá. Đi 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 đi. Đi. Tao chạy thử nhé Xu Hào. Ừ, chạy đi. Wow. Wow.
chạy con con á. Wow, đau quá, nó mạnh lắm sao? Wow, cái xoa mới xong xong. Hay là tợ bay đá trò này đi. Trò gì? Cầu lấy xe này, cầu kẹo thử xe tợ được không? Kẹo xe cầu á? Ừ, xe tợ bỏ thêm hàng lên, bỏ đá, bỏ gạch lên, xong cầu kẹo xe tợ đi thử. Đó. Tại vì xe tợ là dùng tay thôi chứ không phải là dùng điều khiển này. Rồi, ok. Nha. Thử nha. Đi. Ở xe nào nè, tợ đang buộc sợi dây lên nè. Vậy thôi, cột vào đây đi. Cầu buộc qua xe cầu đi. Hy vọng là kẹo được nha, đúng không? Chắc là được đấy. Tợ thấy xe này mạnh quá mà. Đây xin mình kẹo xong xin mình chơi chạy địa hình đi. Mình chạy địa hình đi. Xem. Tại vì xe này xe địa hình mà. Wow, xe cậu thích kéo thử xem không? Tôi kéo thử nha. Wow. Tao biết sao xem không? Sao? Tao tưởng là nó không kẹo được, ai ngờ nó kẹo mạnh nhá, đúng không? Bây giờ mình thử cho cục đá lên xem nó kéo được không nha. Cầu thử bỏ hàng lên coi. Bỏ hai cục luôn. Hai cục đi. Hai cục này là tương đương chắc cả ký nha, đúng không? Một ký đó. Wow. Trời ơi, nó khỏe. Trời ơi, nó khỏe số hao nha. Có bị gì? Công Nguyên ơi, cũng trễ rồi, chắc thôi mình đi về đi. Vậy hả? Có gì hẹn cậu ngày mai, chiều mai gặp ở đây. Chiều mai hả? Mình chơi tiếp. Cậu về sạc pin đi rồi ngày mai cho tớ chơi cùng đó nha. Thôi đi về, bye bye cậu. Mai cậu cứ cầm theo chiếc này nha, biết đâu là chế được nhiều trò hay sao. Rồi, bye bye cậu nha. Bye bye nha.